Rồi, hello, xin chào em đã quay trở lại với kênh Hàng Bảy Tổng Hợp. Thì hôm nay mình lên cho em một con máy để phân, phun vôi, xạ lúa ha. Thì cái dòng này là dòng máy của thằng Cơm Su ha, mã của nó là MD 430F. Thì con này, cái đời này là cái bình xăng trái ga nha em, cho công suất tối đa của máy ha. Thì cái máy này mình dọn rồi, rửa ráy sạch sẽ rồi, cũng như là về về kiểm tra bình xăng cho sạch sẽ rồi anh em xem ha. Thì cái con máy này mình cũng xin nói trước với anh em là máy này rất là đẹp nha. Rồi anh em xem, mình sẽ báo tình trạng cho anh em xong rồi mình sẽ báo giá luôn trong video này. Cái con này là zin toàn tập hết nha anh em. Anh em xem đây, cái cọng dây giật của nó nè, đây là cọng dây giật zin nha anh em, nên nhớ là đây là cọng dây giật zin. Nó như thế này thì cái chất lượng máy thì khỏi phải lo nha. Thì cái máy này nó đang có bị cái bình xăng này, ống xăng này là ống xăng của nó luôn anh em, nhưng mà nó cũng dẻo rồi, nhưng mà nó vẫn dẻo bình thường nha. Nhưng mà mình thấy nó hơi xấu, mình sẽ thay cho anh em cái ống xăng xịn ha, cho mình chưa có thời gian thay nha. Thay cái ống xăng xịn cho anh em nha, ống xăng đen của người ta, có cái dòng ống xăng zin của xe Honda đó. Ống xăng đó xài rất là bền thế anh em ha, ống rất là bền, nó xe máy của mình xài rất là bền, mình xài mấy cái ống đó rất là bền ha. Anh em xem ha, cái hoa xăng của nó ha. Rồi thì cái con máy này á, bình của nó đây, bình của nó đây, dung tích của nó là 25 lít bình zin thế anh em ha, zin toàn bộ hết, mình chưa có làm hỏng, không có bất cứ gì hết nha anh em ha, zin hết. Đặc biệt cái thằng cái dòng Cơm Su này á, nó hay có chỗ nó có làm mát cái lưng mình đó anh em. Đây ha, mình sạch đó. Nó có những cái lỗ này nè, là bây giờ mình nó sẽ thổi gió lên đây làm mát cái lưng, nó rất là hay á, đúng là đồ của Nhật ha. Đây họng rồi tất cả còn riêng hết, các thông số kỹ thuật đây, thông số kỹ thuật riêng, tất cả thật đều riêng ha. Thì anh em thông cảm nha, mình thì cũng quay video cũng nghiệp dư thôi nha anh em nha, cho nên nó cũng hơi ồn đó, xe chạy đó gần lộ mà mình cũng cố gắng hết sức quay vào ban đêm cho đỡ xe đó, nhưng mà cũng không có khả thi lắm. Anh em quan trọng là anh em xem hàng đi, đừng có xem cái chất lượng, đừng có nghĩ tới cái chất lượng video hoặc là cái cách mình ăn nói nha. Thì mình cũng không có am hiểu nhiều về quay video cũng như cái cách ăn nói để lên sóng cho anh em ha. Rồi thì đây mình sẽ zoom cận cảnh cho anh em những con ốc như thế nào gọi là zin nha. Đây ốc thì đúng ra thì nói ngay thì nó có móc ha anh em ha, nhưng mà thật sự ra là chưa có dấu dặn đâu nha. Mình ốc bên mặt vật là chưa có mở nha. Mấy con này mình chưa có mở gì hết luôn, nói chung là hầu như là mình không có mã tháo, thường thường mình hay tháo dàn áo ra đặng mình rửa cái bên trong lắm, nhưng mà cái máy này thì mình thấy nó quá tốt rồi, cho nên mình cũng không có mở để mất thời gian mình cũng như là tăng cái giá trị máy lên. Lóc liếc về thôi anh em ơi, rẻ dôi mà, lóc liếc cái này thôi ha. Sẽ có một con siêu phẩm nữa nhưng mà mình chưa có thời gian dọn con đó, dọn lên vậy đang có cái video đăng cho được nhiều anh em xem, chứ mình bỏ lâu quá cái mấy cái video của mình á, mấy cái video của mình ít anh em xem quá, mình thành ra mình cũng chán lắm, ít người xem mình cũng chán lắm, cho nên hàng thì nhiều lắm anh em ơi. Đây hàng mình rất là nhiều, chất đóng như thế này, thùng trong mấy cái thùng này nữa đó, hàng nhiều lắm, máy xăng nữa đây anh em đó, máy xăng 5,5 ngựa cũng như 5 ngựa ở đây cũng siêu vip nè, mà mình chưa có thời gian á, mình chưa có thời gian lên video cho anh em xem đâu. Cưa cho các kiểu anh em thấy không, đây Mitsubishi TL33 đó, 5,5 ngựa, rất nhiều. Nói chung thì không có thời gian nên cũng hôm nay mình cố gắng sẽ mỗi buổi tối mình sẽ lên một cái clip cho anh em xem, cũng như anh em vui lòng á, anh em đăng ký kênh cũng như like cho mình một like để được nhiều người xem hơn á, đó là cái động lực đó anh em. Rất là vui khi mình quay một cái video hay một con máy nào đó được nhiều anh em xem cũng như nhiều anh em hỏi đến, thì cũng như được người ta biết rộng rãi đó, mình rất là vui. Rồi mình quay trở lại vấn đề chính đi, là cái con máy này thì tất cả mình cũng đã báo cho anh em hết rồi, còn tối thì mình cũng không có làm nổ đâu ha.
tối nổ thì nó cũng không có tốt ở đây đâu. Nhưng mà bây giờ anh em thích thì mình sẽ gửi video nổ riêng cho anh em vào cái Zalo của anh em nha. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0394526632, một lát nữa mình phải để ở dưới tiêu đề. Anh em muốn xem những cái video nào của mình, anh em chỉ cần lên YouTube và gõ số điện thoại của mình lên và tìm kiếm thôi là nó sẽ có ha. Mình xin nhắc lại nha, số điện thoại cũng như Zalo là 0394526632. Anh em mua hàng và liên hệ trực tiếp hoặc qua Zalo. Rồi đặc biệt là những con hàng đó, giá trị cao cũng như hàng nặng, hàng bự là sẽ cọc khoảng 300.000 nha anh em. Còn những hàng kia thì như những hàng nhỏ gọn thì chỉ cần 100.000 thôi, 300 đến 500, nói chung là từ 100 đến 500 thôi, tiền ship thôi anh em ơi. Đó, những máy xăng như thế này thì phải 500, ví dụ vậy. Nó thì cho đang có tiền ship thôi, chứ bây giờ nó thật sự ra thì anh em mà không nhận một cái thì cũng nói chung là cọc để cho có niềm tin lẫn nhau thôi anh em ơi. 100, 300 gì đó là mình cũng không có thời gian để lên cái video để lừa anh em đâu, với cái hàng của mình như thế này ha. Rồi thì anh em xem thì thấy hay cũng nhớ like, đăng ký kênh thì mình đó. Con này á mình sẽ quên nãy mình chưa báo giá, xin lỗi anh em nhiều. Con này mình sẽ báo giá với anh em là 4 triệu. Nó anh em chuyển khoản đủ thì bao ship, cái câu là câu quyền thoại của mình ha, cứ chuyển khoản đủ là bao ship, không cọc thì cứ ship 4 triệu. Anh em muốn mở với tông cho anh em xem, em vẫn mở cho anh em xem nha, bao VIP ha, thích cái nào em chiều cái nấy nha. Đó, máy thì vậy thôi. Còn cái phần này nó đây là một cái bữa mình thấy cái cục cao su này á là mình định thay rồi, định thay cao su lò xo. Anh em thích thì mình sẽ thay cao su lò xo cho anh em ha. Nó còn không thì vẫn để tùy lò xo nắp để rim thì anh em ha. Rồi ok, giá 4 triệu nha anh em, 4 triệu cho một siêu phẩm rất đẹp, mới khoảng 90% ha, cỡ đó đi, phun dôi mà. Rồi ok anh em, anh em mua hàng xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0394526632. Cảm ơn anh em đã xem video, anh em thấy hay hữu ích, xin anh em cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều, chào anh em.